Cánh đồng lúa Thụy Hương 308 vàng óng của Hợp tác xã Cát Sơn, huyện Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đang chuẩn bị thu hoạch. Đánh giá năng suất vụ đông xuân này phải đạt trên dưới 80 tạ một hecta. Giám đốc Hợp tác xã, ông Nguyễn Như Trường nở nụ cười tươi khi đã hoàn thành lời hứa. Làm giống mới Thụy Hương 308, nếu không đạt năng suất sẽ bù lúa cho bà con. Ông chia sẻ, lâu nay người dân chỉ quen với giống lúa cũ. Việc vận động và thuyết phục bà con thay đổi cách sản xuất là điều khá khó khăn. Thì khi công ty về chuyển giao kỹ thuật cho bà con á, thì có đưa gạo về, nấu thử tại hội trường, cho bà con ăn thử. Và bà con đã tâm đắc, khen ngợi và người ta đi vào là đăng ký. Thế thì xã tôi thì cơ cấu là khoảng 100 hạt á, nhưng riêng vùng này là có 44 hạt á. Thì tinh thần là chúng tôi đang có ý định theo đề nghị của bà con xã viên là vụ chiêm xuân 23-24 là chúng tôi sẽ cơ cấu đại ra trên cái diện tích của xã nhà tầm là khoảng 300-350 hạt á. Cánh đồng thôn 8 xã Thọ Sương, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa, tứ bề bao quanh là núi. Do trần đất cao, Hợp tác xã Nông nghiệp xã Thọ Sương thường xuyên phải bơm nước lên ruộng để phục vụ sản xuất. Đây cũng là năm đầu tiên giống lúa lai Thụy Hương 308 được đưa vào sản xuất tại địa phương này. Mấy năm thì làm cái giống khác thì tôi còn phải phun thuốc sâu thứ gì rất là phức tạp. Nhưng mà đến năm nay thì lấy cái giống mới này về thì tôi không phải dùng đến thuốc sâu chứ mà chăm sóc phân bón thì cũng hơn một tí. Còn thuốc sâu thì tôi không phải dùng đến, mà năng suất thì đến thời điểm này thì lúa rất là tốt, tôi rất là mừng. Để so với các loại giống mà địa phương đang gieo trồng thì cái này có những cái tính năng vượt trội ở trên mấy cái ưu điểm mà cũng đã được là đề cập đến. Để trên cái tinh thần là các cái vụ tới tiếp theo là chúng tôi sẽ tiếp tục là tuyên truyền vận động nhân dân là chắc chắn là cái giống Thụy Hương 308 này sẽ là được đưa vào là cái vụ chính trong vụ chiêm xuân để thay thế cho một số các loại giống mà lâu nay địa phương là đang là đưa vào. Thụy Hương 308 là giống lúa lai ba dòng chất lượng cao, được Tập đoàn Giống Cây Trồng Việt Nam Vinasit sản xuất và phân phối tại thị trường Việt Nam. Đi thăm đồng, bà con ai cũng có cái nhìn thiện cảm với Thụy Hương 308. Khẳng định đây là giống lúa nhiều ưu điểm vượt trội, năng suất cao, chống chịu sâu bệnh cực tốt, cơm ngon tốp đầu, gạo để lâu vẫn giữ được chất lượng và mùi hương nhẹ. Thời điểm này, lúa đã bắt đầu chín rộ, hứa hẹn cho năng suất cao. Đặc biệt, vụ xuân năm 2023, giống lúa này không hề nhiễm các bệnh hại chính. Cái khả năng năng suất, để báo cáo với các đồng chí là Thụy Hương 308 là cái khả năng đỉa nhánh rất khỏe, mà giống trên một đơn vị đầu sào thì chỉ khoảng 0,8 đến 1 kg giống cho một sào. Thì theo như cái khả năng khoảng độ một tuần lễ nữa là chúng tôi sẽ thu hoạch, mà khả năng đánh giá lý thuyết thì phải trên 80 tạ trên một hecta. Chúng tôi đã tổ chức thăm đồng cho cán bộ và nhân dân trong xã để đánh giá cái ưu điểm của cái lúa Thụy Hương này. Là lúa Thụy Hương này á, thứ nhất là nó đẻ nhánh rất khỏe. So với cả cái lúa giống cũ trước đấy thì nó là một cái giống lúa đẻ khỏe. Thứ hai á, là nó chịu rét, rồi chống chịu được là sâu bệnh rất là tốt. Đấy, bây giờ cả cái cánh đồng đấy nhiều loài lúa là có sâu nè, nhưng mà riêng Thụy Hương không có sâu gì. Thụy Hương 308 có thời gian sinh trưởng tại các tỉnh phía Bắc. Vụ xuân từ 130 đến 135 ngày, vụ mùa từ 105 đến 110 ngày. Đẻ nhánh khỏe, kiểu hình gọn, lá đồng nhỏ, xanh đậm, bông to dài từ 28 đến 30 cm. Năng suất bình quân từ 8 đến 8,5 tấn một hecta. Ông Hồ Hữu Thanh, Giám đốc Vinasit Thanh Hóa cho biết, qua khảo nghiệm thực tế, giống lúa Thụy Hương 308 thích ứng với các chân đất và được bà con đón nhận. Đây là giống lúa có năng suất cao, phạm vi thích ứng rộng, cứng cây, chống đổ, chịu sâu bệnh khá, gạo trong, cơm thơm, mềm và ngon.
Giống lúa Thụy Hương 308 thì sau 3 vụ xuân chúng tôi đưa ra thị trường tại tỉnh Thanh Hóa thì đến hiện nay diện tích gieo cấy của giống lúa Thụy Hương 308 lên đến khoảng gần 2.000 ha. Và trong thời gian tới thì với tín hiệu của thị trường cũng như là sự ủng hộ của bà con nông dân thì chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng tại các địa phương khác. Và song song với quá trình cung ứng thì chúng tôi sẽ phối hợp với các địa phương để tiếp tục khảo nghiệm, trình diễn cũng như là chuyển giao khoa học kỹ thuật, tập huấn, hướng dẫn gieo trồng để giúp cho bà con nắm bắt được kỹ thuật và gieo cấy để có hiệu quả cao. Tại nhiều vùng trên cả nước, giống lúa lai chất lượng cao Thụy Hương 308 đang chiếm được niềm tin của bà con nông dân. Kết quả đạt được là năng suất cao, chi phí sản xuất thấp, đầu ra ổn định, có ý nghĩa quan trọng. Vinasit hy vọng đây là động lực giúp bà con nông dân yên tâm về một giống lúa lai mới nhiều ưu điểm vượt trội.